Ở dưới mô tả video là đường link siêu giảm giá của xe đỏ. Hãy nhanh tay tham gia kẻo hết. Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, xác định công tác phòng cháy. Chữa cháy, phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và trật tự an toàn xã hội. Năm năm qua, Sở Công Thương quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao ý thức và kiến thức cũng như vai trò trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy gắn phát triển công thương với an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Theo đó, Sở Công thương An Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở, doanh nghiệp doanh nghiệp công thương về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó các phòng, ban đơn vị thuộc sở, các cơ sở, doanh nghiệp công thương xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, yêu cầu phòng kinh tế kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố, công ty điện lực, công ty điện nước An Giang tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các phương pháp sử dụng điện an toàn, những kiến thức cơ bản về xử lý sự cố tai nạn điện, phương pháp cấp cứu khi bị điện giật. Đến tận các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh người đứng đầu các công ty, doanh nghiệp để nắm và thực hiện. Hội thao phòng cháy chữa cháy tại huyện Chi Tôn năm 2019. Ảnh: Thanh Hùng. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 13.000 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp. Có 8 siêu thị, 2 trung tâm thương mại, 68 cửa hàng tiện ích và 203 chợ với hàng ngàn hộ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ. Thời gian qua, Sở Công Thương An Giang phối hợp Công an tỉnh tổ chức hội thao, tập huấn phòng cháy chữa cháy để nâng cao kỹ năng. Phương pháp thực hành công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ cho các thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các DN đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn điện trong cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại các DN, cơ sở sản xuất công nghiệp, các chợ và trung tâm thương mại. Đồng thời, phối hợp các ngành, chức năng tổ, chức năm đợt kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Tại các đơn vị khai thác đá hoạt động trên địa bàn huyện Tịnh Biên và Chi Tôn các dn cơ sở sản xuất kinh doanh ngành công thương đã quan tâm trang bị các phương tiện dụng cụ đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị tuy nhiên tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp điển hình như khu công nghiệp bình hòa châu thành có một doanh nghiệp cháy hai lần nguyên nhân cháy là do ý thức chủ quan của người dân người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ tiểu thương bất chấp các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy do không am hiểu về các đội quy trình tự thao tác về công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất kinh doanh Mặt khác, đa phần những vụ cháy là do việc sử dụng củi lửa trong sinh hoạt, nấu nướng và sử dụng điện trong sản xuất kinh doanh, sinh hoạt gây ra cháy. Hoặc do một số tiểu thương trong khu vực chợ chưa chấp hành tốt các quy định về an toàn điện như tự câu truyền sau điện kế tiết diện nhỏ, nhiều mối nối, răng mắc chằng chịt. Còn thắp nhang bằng điện và sinh hoạt nấu ăn tại trong kiosk. Thời gian tới, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu hạn hán hanh khô kéo dài ở nhiều vùng còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn sẽ tác động lớn đến tình hình cháy nổ để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ở địa bàn cơ sở nhất là hoạt động của ngành công thương sở công thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho toàn thể công nhân viên trong cơ quan tại các dn cơ sở sản xuất kinh doanh chủ trì phối hợp các sở ban ngành tăng cường công tác kiểm tra các quy định về an toàn điện tại các doanh nghiệp ngành công thương các chợ trung tâm thương mại các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị khai thác đá hoạt động trên địa bàn tỉnh chú trọng những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao thường xuyên phối hợp các ngành chức năng kiểm tra nhắc nhở các dn cơ sở sản xuất công nghiệp trang bị đầy đủ dụng cụ bình chữa cháy và cam kết xây dựng phương án chữa cháy thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng Chống cháy, nổ. Bạn là người có tiếng nói trong xã hội. Hãy bình luận, để thể hiện điều đó. Ở dưới mô tả video, là đường link siêu giảm giá của sen đỏ. Hãy nhanh tay tham gia kẻo hết. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.